Ui, chỗ gà gặp chỗ gà à? Đừng làm trái đi. Ăn cấu gì đấy, bạn cũng gì đấy. Ui, bất ngờ nha. Ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi, được được chị. Kiểu trận này mình gặp luôn Darius đi. Từ các bạn ơi, hai thằng này không đánh tâm lần được bạn ơi. Mình đang cấu diện tầm xa mà, cần gì phải đánh tâm lần với bọn nó. Ui, má thằng Darius nó kéo mình phát là mình lấy luôn mà. Được, hay lắm bạn ơi. Ui, bạn quá tải thì chịu rồi, quá tải thì đi. Darius nó kéo mình phát dễ luôn. Nói chung là nó lên được 3.350, mình mua được một đồ chết á. Ờ giờ gặp Zed viên Nefri. Cấu diện Nefri được cấu diện Zed hơi hơi khó. Ủa, con mẹ nó ăn được cái máu đó bạn. Cú lửa, cú lửa đỉnh cao là cú lửa đấy. Ủa, ui 5.000 tiền luôn, nhiều đấy. Em một cửa ga xịn thật xinh bất qua thật nhanh. Ấn vừa chạy à. Là chuyện lỗi, xin người đừng nói ra. Cố lên bạn ơi, cho bạn tất đấy, của bạn tất đấy. Cố lên bạn ơi, hay quá,
hay quá, hay quá, tuyệt vời luôn. Gì đó bay ra rồi người ta cắn ư? Ủa nó bay ra cho tôi cắn bạn ạ. Bây giờ lại gặp tôi với thằng cái kia rồi. Chỗ gác kia rồi. Cái gì về chỗ gác này? Đây trái tim của lồn này. Trái tim của lồn thôi này. Không có giáp, không giáp nhưng mà nó nhiều máu. Nhiều máu hơn mình, hơn mình 600 máu. Không thì làm sao ăn được mình? Mình có kiệt sức mà, mình có kiệt sức mà, trời ơi. Kiệt sức hàng xịn đấy, vừa có thiêu đốt vừa kiệt sức luôn bạn. Ảo cực. Xịn xịn đấy. Up chắc quá. Trông nhìn to đấy. Tắt hạt rờ này. Biết trực tiếp đâu vậy. Ui vậy. Nó hơi nhiều máu đấy. Vừa rồi. Áp chốc nó có áp chốc cái đó, nó có cái này, hai thằng hồi nhiều máu đấy. Tắm cật. Ấy mình có cái này rồi bạn ơi, mình có cái này rồi, mình có cái này với cái này rồi, hai đồ giảm hồi máu rồi bạn. Đồ này, đồ trang bị này với lại một cái phép bổ trợ giảm hồi máu thôi. Chắc thằng Di với thằng chó gác kia mình dễ ao kìa. Đấy, thằng Di thằng chó gác cũng dễ bị ao. Thấy không? Tạo mà hai cái đấy mới dễ bị ao.
Mình với bạn thắng nhiều, chắc trận này mình với bạn ngồi chơi xem hai thằng kia đánh nhau. Đấy, mình với bạn ngồi chơi xem hai thằng kia đánh nhau. Mình phun đồ rồi. Nó hồi nhiều máu đấy. Đánh kê nó hồi nhiều máu đấy. Người ta đánh cái hoa nó hồi nhiều máu đấy. Mình kiểu đánh vào người nó nhưng mà nó cứ bị dính vào mấy cái con pet đi cùng nó ấy. Thì thực ra là bị hụt người nó mấy phát liền. Mình to bằng áp chốc luôn rồi. Mình mua rồi, mình mua hết rồi, mua full một phòng. Mình to lắm, nó không có cửa đánh mình luôn. Không, nó không thể nào có cửa đánh mình luôn, mình khỏe lắm rồi.